Sử dụng dây cảm Hello, ứng ảo chào mừng quay trở lại với Trần Phát Tùng và đến với những giao án của Sachemang tại khung đường trên. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với kèo đấu mới, kèo đấu giữa Darius tướng tủ của Sachemang đối đầu cùng với Kassante, vị tướng mới trong Liên minh huyền thoại. Hôm trước thì mình đã làm những giao án như kiểu là Aatrox đối đầu cùng với Kassante sao cho hiệu quả. Thì ngày hôm nay trong một buổi đấu tập cùng với một team với các streamer đến từ Dojo thì Sachemang đã quyết định last pick Darius để đối đầu cùng với Kassante. Và để xem là kèo này thì Sachemang sẽ xử lý đi đường như thế nào cũng như là liệu rằng có thể đi đường hơn được so với một đấu sĩ không chính xác là một con tướng chống chịu bên phía bên kia như là Kassante không anh em nhé. Let's go. Ok, trên bảng bổ trợ thì các bạn thấy là sao cho mang mang rất là nhiều những tốc độ đánh và đang cân nhắc xem là có nên mang huyền thoại kháng hiệu ứng hay không. Bởi vì Kassante có những hiệu khống chế và nó có nhiều hiệu khống chế đàn khác. Nó có Q3 hất tung, nó có W làm choáng, nó có chiêu cuối áp chế và tùm lum thứ hết. Và quyết định là mang huyền thoại kháng hiệu ứng rồi. Đội hình đối phương cũng có làm choáng đến từ Viego, rồi Brom, rồi cả Sylas với những tình huống bắt và thậm chí có những chiêu cuối đến từ Sylas như kiểu là Bolabang nữa. Thì nó có thể tạo ra những tình huống hiệu khống chế rất dày và Sachemang đã bắt buộc phải mang huyền thoại kháng hiệu ứng. Chỉ mang tốc đánh duy nhất đến từ cái nhánh dưới mà thôi. Và tất nhiên rồi, đây là một kèo đấu mà đánh Darius nên là mang theo tốc hành anh em nhé. Bên phía bên kia thì Kassante sẽ mang theo cho mình phép bổ trợ dịch chuyển chứ không phải là thiêu đốt giống như đánh rank. Và các bạn thấy bên phía bên kia thì có một vài cái tên rất là quen thuộc như là Sora là đánh hỗ trợ khu vực đường dưới rất là nổi tiếng ở tại top thách đấu với chủ sư cấp Trung Quốc, hay là có một người chơi đi rừng đánh Viego là Geju. Geju là người chơi có một mức rank rất cao ở tại mấy chủ sư cấp Trung Quốc ở đợt vừa rồi. Có rất nhiều những streamer Dojo bên phía bên kia, còn bên phía bên này thì đó là tập đoàn streamer Huya của Sachemang, Hanshenlua, MLXZ rồi Bay Phân các kiểu. Khởi đầu rất tự tin đến từ Sachemang khi quyết định mua cho mình một kiếm Doran. Đây là một kèo đấu mà thực ra Sachemang hình như đánh rank cũng đã gặp rồi. Và sự khó chịu của Kassante thì các bạn cũng đã thấy rất là nhiều rồi. Kể cả Sachemang cũng đã đánh Kassante rất là nhiều, mà nó là con tướng mà mặc dù lên tanh nhưng mà đam rất to. Đam cực kỳ to anh em ạ. Đặc biệt là sau khi nó có chiêu cuối nha các bạn nhé. Với hai lần W sau khi có chiêu cuối cùng với lượng sát thương lớn đến thì của Q nó hồi chiêu nhanh. Thì sát thương của nó rất ảo. Trước cấp độ 6 thì mình nghĩ là Darius sẽ có được một ưu thế nhỉnh hơn so với các con chống chịu khác khu đường trên. Cụ thể thì ở 5 stack thì Darius vẫn làm bố thôi. Và sát thương đầu trận của Kassante trong việc là sốc sát thương thì nó cũng không nhiều, hay là all-in thì nó cũng không mạnh. Nếu con Kassante nó sẽ đánh theo dạng là nhấp nhả cấu gì, phần nào đó giống on. Và sau đó thì chờ sai lầm đối phương để nó có thể trừng phạt sai lầm bằng những tình huống hất đối phương về trong trụ chẳng hạn. Hoặc là kết hợp cùng với người chơi đi rừng lên gank với CC đến từ Q3 và W. Ok, như vậy là Geju đã quyết định đổi rừng rồi. Đổi rừng từ khu vực bãi chim đối phương và áp lực cánh trên của đối phương nhiều hơn nên quyết định đưa ra đến từ MLXZ là farm từ cánh dưới và có lẽ sẽ phải đổi cánh rừng. Cấp 1 nâng Q farm 3 con gần anh em nhé. Không nên chơi hit với con Kassante đầu trận bởi vì nó có những cú Q đánh tay rất đau. Và căn bản hồi chiêu của nó quá rác. Nó không phải là con tướng mạnh Onin đâu nhưng mà nó cấu rỉa rất là khó chịu. Và cú Q2 hồi lại thì chắc là để ăn mấy con lính đánh xa kia rồi. Còn Kassante đâu cũng sẽ Q đánh tay để nó ăn lính thôi. Một Q làm chậm, nó lên 2 chơi anh em ơi. Nó né Q rỉa luôn kìa. Thứ nhất là áp lực rừng của đối phương cánh trên, thứ hai nữa là chất tướng ở khoảng thời gian ban đầu của Kassante. Thì có lẽ Darius vẫn sẽ phải nhịn nhục nó một chút xíu. Không đánh liều anh em, đánh liều mất máu nhiều là con Viego đấy nó die luôn đấy ạ. Kassante nó die được chứ không phải là không. Chấp nhận để cho một quê lính nó chuẩn bị tràn trụ. Ok, quáng mic đam ăn lính nhá. Những con lính như này ăn là có thể dễ bị Q đánh tay lắm đấy này. Lách nhẹ Q đối phương này. Vẫn cố gắng farm an toàn và giữ máu chứ không phải là những tình huống cố gắng bán máu để farm lính đến từ Sachemang. Vì không phải là cái dịch chuyển khu đứng trên. Còn là farm được thì farm, không farm được thì thôi anh em nhé. Thời điểm cấp độ 3 trở đi thì tôi nghĩ Darius vẫn sẽ có những cái cơ sở để đánh lại kèo này. Nó cũng giống phần ở đó với con Aatrox anh em ạ. Con Aatrox cũng là con phải nhịn Kassante level 4 đấy. Ây à, cố gắng last hit nào anh em ơi. Ok, 14/19. Hụt mất 5 CS, bên phía bên kia không biết Kassante lát hit như thế nào. Nếu Kassante lát hit tốt thì thực ra nó cũng không hụt con nào bởi vì đầu trận thì Darius của Sachemang không có áp lực nhiều lắm. Chỉ là việc lát hit 19/19 nó không phải là điều dễ dàng. Cánh dưới đánh nhau to và đó là một mạng dành cho Akali của Bay Phương. Double kill cho Bay Phương.
bị dính một cú quy rồi này. Bot đánh nhau y xèo rồi. Nó là tình huống 1 đối 3, lại tiếp tục dính quy. Kèo này an toàn đánh giải chắc phải đánh kiểu Khidoran quá. Ui, bị nó hack não rồi. May là cái W của nó không trúng, chứ nó trúng quả đấy là chắc là máu không còn để mà landing đâu anh em à. Sự khó chịu của Kassante. Rồi, được lính tràn trụ khoáng mic đam ăn lính nào. À, không kịp mic đam con vừa rồi rồi. Đầu trận 4 level đầu vẫn cứ farm hòa thôi anh em ạ. Đang farm thua hẳn một quê lính rồi này, Kassante 31 CS rồi anh em ơi. Vẫn liên tục phải lách quy. Hay cả này phải lên 6 lấy sát thương chuẩn à. Lên 6 thì bên kia nó cũng có chú cuối rất là nguy hiểm. Lại bị hất quy 3 về này. Ui, khó chịu chưa kìa. May là cái W Kassante này nó gồng về chứ không phải là gồng lên anh em ạ. Nó sợ gồng lên bị từ nhà đến trường hay như nào á. Lách nhẹ quy rìa của Darius. Sau đó thì Kassante tiếp tục đẩy đường, lại đánh nhau cánh trên rồi. Đường trên cứ như một ốc đảo, hai thanh niên là cứ thi farm lẫn nhau. Ôi, quy rìa fail, cố gắng lên 5 để rút lui nào. 5 stack tốc hành chơi từ nhà đến trường luôn anh em, thằng này nó mang dịch chuyển anh em ạ. Ô tôi nghĩ là Kassante đánh cũng chưa phải là mắc ping đâu, nhưng mà vừa rồi là một tiếng xử lý suýt xoa đấy anh em ạ. 5 stack thì ra rất vẫn khỏe, 5 stack vẫn khỏe, nhưng mà cảm giác đánh với Kassante vẫn tí thì mù đấy ạ. Suýt chút nữa là bị con tank phía kia solo kill rồi. Ui, kèo khó quá ha. Con Kassante nó sẽ đánh tay quy nhấp nhả liên tục. Sự khó chịu đấy từ bộ kỹ năng của Kassante. Thôi thì chờ lên 6 lấy chiêu cuối sát thương chuẩn dứt điểm vậy. Và phải lên tanh anh em nhá, kèo này phải lên tanh nhá. Kèo này phải lên sớm một cái giày thép gai để thứ nhất tránh dừng đối phương lên gank, cái thứ hai là sống sót đến mức 5 stack, chứ không thì nhiều khi chưa lên được 5 stack nội tại đã bị con Kassante nó dứt điểm ở cái level 6 rồi. Cánh dưới thì mọi chuyện vẫn đang có vẻ là ổn thỏa cho team của Sao Trâm. Ai à, cái đơn vị không giết được lính rồi. Đang áp lực cho con Kassante mất xe này. Top bên kia level 5 mà không dám đánh láo nên là chấp nhận mất xe thôi. Cánh dưới thì vừa rồi MLG vừa bị có một tiếng đồ cứu thua. Quay đẩy chắc chắn là quay đẩy rồi anh em nhá. À, top bên kia lên 6 rồi đấy ạ. Đánh với con này đầu trận phải hết sức cẩn thận anh em nhé. Đừng để nó êm mất máu nhiều quá. Nhưng Sao Trâm đã phải nhịn nó rất là nhiều và chấp nhận thế trận là bị mất lính tương đối trong khoảng thời gian ban đầu. Một cú quy rìa đổi lấy một cú E của đối phương. Sau đó tiếp tục đẩy đường lên và sau đợt đẩy này thì để xem Sao Trâm sẽ xử lý như thế nào ở 600 tiền ạ. Ra xong con cua. Còn cua này MXG ơi, Seju này 024 và chưa có level 6. Duy trì kiểm soát khu vực sông trên và cắm mắt vào phần rừng đối phương. Di chuyển rất sâu trong phần rừng đối phương để tìm kiếm cơ hội tấn công. Và liệu rằng Geju có gặp nguy hiểm hay là không đấy ạ. Geju đang có thể sẽ gặp nguy hiểm trong tình huống này. Cua đã có rồi. Ây da, cú kéo trượt đến từ Sao Trâm. Chứ nếu chúng là tôi nghĩ rằng con Virgo này có thể gặp nguy hiểm đấy nhá. Bởi vì Virgo là vị tướng đánh tay cận chiến nên là nó dễ kích nội tại của Sejuani. Bây giờ Sao Trâm còn tốc hành, à nhầm, còn tốc biến thì không còn tốc hành nữa. Đang quăng rút lui Sejuani level 5 xong khe xong cua và đã phải tốc biến để né Q3 rồi. Và lao lên đến từ vị trí của Silas. Bổ 5 stack không được rồi anh em ơi. Vẫn có 5 stack, vẫn còn 5 stack, vẫn còn 5 stack. W, EQ 2 người, EQ 2 người. Ok, E 1 người, Q và 2 người. Và sau đó sẽ là double kill. Không được reset chiêu cuối anh em ạ. Vẫn có 5 stack cho thứ vừa rồi cho Sao Trâm, nhưng mà không được reset chiêu cuối. Nhưng vẫn là tình huống giao tranh 3v3 tốt anh em nhé. Đối phương đã êm và con Sejuani của MLXG. Giáp trụ này không có đủ mana để ăn rồi. Về reset nhanh thôi anh em ơi. Đối phương không có sát thương vào người của Sao Trâm, chỉ có êm vào con Sejuani mà thôi. Sao Trâm sẽ có cái gì đấy ạ? Câu phiêu cùng với Hồng Ngọc, chứ không phải là Thủy Kiếm. Để xem là lên phản kích hay là lên hấp huyết nha. Mình xem đánh rank thì Sao Trâm đã lên cả hai phong cách. Lúc thì lên phản kích, lúc thì lên búa rìu. Búa rìu thì đánh với tanh ngon rồi.
Ok, lúc này thì sao cho cũng đã xanh rồi. À, đây là 301 KD rồi anh em ơi, chưa chưa chết bất kỳ mạng nào anh em nhé. Và bây giờ đánh sứ giả cánh trên thì lại đang bị thiếu chiêu cuối của sao cho cùng với cả Akali của Bayfeng nữa. Không biết đánh đổi hay là không đây. À, ăn con xe trước, mất sứ giả rồi. Cố gắng té thôi mọi người ơi. Chết thêm con Seju cho những nỗ lực ăn sứ giả nữa. Cảm giác giao tranh cánh trên phần rồi là không lại anh em ạ. Đối phương cũng đã kéo người lên luôn rồi. Kéo support lên rồi. Nên bỏ thì hay hơn. Cũng may là ở dưới thì vừa rồi cặp đôi đứng dưới cũng đã gỡ được một mạng của Tristana anh em ơi. Ok, bây giờ trở lại kèo đấu khu đứng trên thì nó vẫn sẽ là một kèo đấu mà sao cho nó có được ưu thế nhiều hơn so với Kassante. Nhưng mà để xem là có tiếp tục snowball mạnh được hay không. Công nhận với các bạn là con tướng chống chịu đi đường này mạnh thật. Trước đây mình nghĩ con On là con tướng chống chịu đi đường tốt nhất, hoặc là Sejuani những phiên bản mà nó mang theo thiêu đốt ấy. Bây giờ có thêm Garstay này, nó không cần mang theo phép bổ trợ thiêu đốt. Nó vẫn có thể đi ngang với các con đấu sĩ, thậm chí là đi hơn luôn ạ. Cái Q đánh tay của nó lợi hại quá. Lúc này thì chưa có thông tin dừng đối phương ở đâu anh em nhé. Đang đánh hết sức an toàn đến từ Sashima. Đã có dấu ping rồi kìa. Một cú kéo làm chậm đối phương và sau đó thì quăng rút lui. Có dừng con Kaste mà đánh như thế này đây anh em ạ. Có dừng đó. Và bây giờ hạn chế sai lầm anh em nhé, bởi vì nếu mất sai lầm thì nó sẽ bị một cái là mất mất trụ top chắc luôn. Chết một mạng tầm thời điểm này đối phương sẽ dùng sứ giả để ăn trụ top luôn anh em nhé. Vrom đứng dưới, Viego đứng trên cùng với Kassante, nhưng mà liệu rằng có băng trụ được hay không đấy các bạn. Một cú quy để clear lính nhanh đến từ Sachamang. Ôi, Kassante vẫn ủi vào ạ. Đó là một tình huống bị trụ bắn tới 2 hit, 5 stack chuẩn bị có. Sylas đang lên, tốc biến còn đến từ Sachamang, tốc biến cửa trở ra. Ổ một cú R lấy 5 stack nhưng sát thương là chưa đủ. Cú quy rìa hồi máu và sau đó thì mớ mạng cho bầy phần, ăn hết đi bạn. Tốc biến làm choáng nhưng sát thương là chưa đủ đến từ Geju. Một cú quy rìa outplay tốt và thậm chí là nội tại 5 stack phía sau đốt chết vị trí của Salad luôn rồi và bây phần vét được thêm một mạng nữa. Lại là một tình huống sống với một màu đến từ Sertramer. 5-0-2 rồi anh em ơi. Quyết định di chuyển proxy lính phía sau trụ. Một sai lầm trong việc băng trụ đến từ các thành viên bên phía team 1. Và Sertramer cũng đã xử lý gọi là đứng tơ kẽ tóc cho thứ vừa rồi. Cánh dưới tất nhiên rồi. Khi mà ở cú dịch chuyển của Kassante xuống bot thì Sertramer thấy đối phương dịch chuyển xuống bot rồi. Ăn giáp trụ thôi anh em. Thậm chí là cú dịch chuyển vừa rồi của Kassante cũng không cover nổi dành cho Brom nữa. Nhưng mà nó có thể vét lại mạng đấy nha. Hanchelo không kịp kéo E rồi, không có E để kéo luôn rồi. Đã có búa dìu nhưng mà đồng đội cánh dưới vừa rồi cũng có băng trụ và ít nhất là cũng đã có những thành quả. Khi mà đối phương kéo lên top băng trụ sang trên băng 3 đánh 2 và nằm xuống cả 3 người thì tất nhiên MFG cũng biết di chuyển xuống đường dưới để hỗ trợ Hanchelo trong việc băng trụ. Và lấy mạng của Tristana. Tôi tưởng pha đấy là sao Chamang sẽ flat về cơ. Và sau đó thì về luôn nhưng mà quyết định là quay người trở lại bổ một cú R vào người bị dính 4 stack trước đó. Để giữ 5 stack và sau đó thì rút lui vẫn được. Và pha lao lên đến từ Viego của Geju thì xác thực là không đủ. Nếu bạn nào chưa biết Geju là ai thì có thể search trên kênh YouTube của Văn Tùng. Mình đã từng làm một clip về Geju anh em nhé. Từng có thời điểm mà Geju lên top 1 thách đấu của mấy chủ siêu cấp ở mùa giải gần nhất và tướng tủ là con Ray cùng với Viego và cả Olaf nữa. Có thêm một giáp trụ nữa dành cho Sachemang tại khu đường trên. Nhưng mà đứng dưới đối phương kéo xuống rồi, Viego bắt đầu đánh điều kiện thăng xuống cánh dưới rồi. Sau khi cam Sachemang bất thành khu đường trên và chỉ ăn được hai giáp trụ từ sứ giả thì quyết định là đánh xuống cánh dưới luôn. Tất nhiên lúc này thì Kassante sẽ phải bỏ trụ chạy lấy người hoặc là thậm chí có thể bị băng trụ. Mặc dù là một con tướng chống chịu nhưng mà vẫn có thể bị băng trụ nha. Đánh tay W bị hất ngược trở về, làm choáng tốt. Cú quy rìa đánh tay bổ R lấy 5 stack rất thực là chưa đủ đến từ Sachemon cùng với Sejuani của MFG, không đủ sát thương anh em ạ. Mặc dù biết Kassante nó vừa mất chiêu cuối đường dưới nhưng mà không đủ sát thương rồi. Nếu nó có chiêu cuối là không băng trụ đâu anh em nhé. Nó có chiêu cuối là nó có thể bật ngược dưới trụ rất khỏe đấy ạ. Như vậy là không đủ sát thương vì cú bổ của Sachemang là cú bổ ở dạng 4 stack.
Nó không phải là một cú bổ. Ê, đi đâu đây bạn? Ê, một nỗ lực giữ chân Sacha lại đến từ vị trí của Kassate và sau đó thì cút luôn ạ, bị solo kill ạ. Rất liều lĩnh đến từ Kassate, không biết là pha giờ có chiêu cuối hay chưa, tự nhiên bước lên một chấm máu như vậy. Và sau đó bị solo kill. Món trang bị tiếp theo mà Sacha đang muốn hướng tới nó sẽ là một cái móng vuốt Terrax. Hình như là Kassate sắp hồi chiêu cuối cho thú vừa rồi nên có ý định tìm kiếm Sacha nhưng mà sát thương không đủ. Và mất E thì bị kéo EQ chết nhanh quá. Đã có búa rìu rồi, sát thương đến từ búa rìu nó rất lớn anh em nhá. Đây rồi, Viego đi đâu đây bạn? Quyết định giữ bãi người đá thôi, không quyết định là tốc hành dí lên. Khi tốc hành dí lên nó còn chiêu cuối cái là giờ. Với thế trận hiện tại thì cánh dưới cũng chưa phải là quá xanh nhưng mà sao Chumang đang xanh. Nhưng mà để Snowball từ cái lane đang khỏe như này thì cũng không phải là dễ bởi vì dù sao trên tướng là Darius anh em ơi. À có Akali của Bayfeng cũng đang xanh nữa nha. Akali của Bayfeng cũng đang là 6-1 anh em ạ. Tuy nhiên điều kiện thắng vẫn sẽ có thể là con Xayah này phải xanh lên một chút nữa. Vừa rồi thì Hanchenlo đã được tạo khoảng trống và có được chung một khu đứng giữa đối phương. Kèo này thì tranh 2 level, tôi nghĩ là KCT lúc này đánh đây là mủ rồi. Đánh đây là gọi là thua kèo rồi đấy ạ. Chỉ là hôm trước các bạn thấy có Aatrox nó đi đường. À hôm trước cái mẹo Aatrox đi đường thì các bạn có thể xem lại cái clip mà sao cho mình dùng Aatrox để khắc chế Kassante anh em nhé. Đi đường thì vẫn ok nhưng mà đến giữa trận đẩy lẻ thì cảm giác là cầm 4 đồ đánh vẫn không lại con Kassante 2 đồ rưỡi. Ảo. Nhưng mà tôi nghĩ Darius nó sẽ khỏe hơn. Con Aatrox là con tướng đánh cấu gì à? Mất sứ giả anh em, bỏ sứ giả để ăn rồng cánh dưới nhá. Pha này thì mặc dù đang hơn 2 level nhưng không chơi láo được. Bỏ trụ top đi anh em, mới đứng lại là bị đai đấy ạ. Bên kia chắc chắn lên đai luôn đấy. Nếu mà sao cho mình có định đứng lại trụ một đứng trên anh em nhé. Nếu mà team ăn con rồng này miễn phí thì sao cho mình có thể cân nhắc việc đón lính ở trụ 2. Còn nếu đối phương đánh thì sao cho mình sẽ rẽ xuống. Khả năng cao đối phương bỏ rồi. Với cái lượng tầm nhìn hiện tại tại bùa đỏ đối phương thì con rồng nguyên tố này chắc là rồng miễn phí rồi. Ê, đối phương hơi đông, đối phương hơi đông. Có rất đông thành viên đối phương ở đây anh em nhé. Đón lính trụ 2 thì được, đón lính trụ 1 là cút đấy anh em ạ. Thậm chí trụ 2 bây giờ nếu phải có người cover đấy. Có ai về cover cái, có ai về cover cái anh em ơi. Trụ 2 dưới bot ngon rồi, chờ Akali bay phân về tele cover hay là như nào đấy thôi. Thậm chí bây giờ trụ tiền thử mục tiêu luôn rồi anh em ạ. Nó hút tới trụ 2 luôn rồi. Ok. Đối phương băng trụ với 4 người rồi, bị làm choáng rồi, kéo E sau đó thì sao? Bị hất tung, bị áp chế bởi chiêu cuối đối phương mà không tỉnh nổi. Không thể tỉnh nổi. Đang gỡ mạng đến từ bảy phần, gỡ được một mạng mà sao cho mà không có assist ạ. Trụ vẫn còn 7 máu anh em ơi. Ok. Vẫn giữ được trụ này, không có tiền thưởng mục tiêu cho các thành viên phía team 1. Và dù sao thì cũng chỉ là tiểu vũ 1 đổi 1. Không quá lỗ nhá. Cánh dưới thì team có trụ 2 là ok, đổi như là lời đấy anh em. Có trụ 2 đường dưới rồi. Chấp nhận mất trụ 1 đường trên vì con sứ giả thôi. Còn mình có được dòng cánh dưới là dòng 2. Thấy trận này ok anh em ạ. Và bây phần ăn mạng thì Akali này nó vẫn sẽ có những áp lực trong team fight dành cho tuyến sau đối phương. Tôi nghĩ game này nó sẽ khác một chút so với cái tính chất của game đấu Aatrox bởi vì Aatrox là con tướng không khỏe trong việc dồn sát thương một con chúng chịu như là Kassante. Nó chỉ đánh cấu rỉa bằng EQ1 thôi nhưng mà cái EQ1 ở giữa trận thì nó không mạnh bằng so với cái việc only 5 stack của Darius này. Là tôi nghĩ cái cánh đẩy lẻ của Darius nó sẽ khỏe hơn Kassante so với cánh đẩy lẻ mà hôm trước. Ui, đang có đánh nhau. Hôm trước con Aatrox của Sacha Mông phải đối mặt. Và bây giờ sẽ là tình huống di chuyển lên đường trên hỗ trợ cho Bayfeng một chút. Salad này vẫn còn chiêu cuối Akali hơi khó giết nó một chút. Ok, đường dưới kìa, Bayfeng cho Bayfeng về mua đồ đi anh em ơi. Cho Bayfeng về mua trang bị sau đó xuống bot để có thể đẩy lẻ đi. Hanchenlo đang có mặt đây thì cái trụ này bên phía bên kia chắc là phải bỏ thôi. Dưới những cái trụ như này là cút luôn đấy anh em ạ. Dịch chuyển xuống đường dưới đến từ Bayfeng. Khi thấy đối phương không có dấu hiệu muốn giao tranh tại cánh trên. Một đội lính khá to được đón tại cánh dưới và sao Sacha sẽ cần khoảng trống để về đánh nhau to rồi đối phương thấy Bayfeng tele xuống bot cái nó tele đánh top luôn rồi. Sao Sacha đứng dình ở đây để bắt con Sylas. Chặn con Sylas lại nhưng mà Sylas đi đường khác và bắt được Maokai, sau đó thì Maokai đi trước, Hanchenlo đi sau. Sacha kẹt lại phía sau được đối phương với một cú EQ rìa nhưng sau đó thì chết trên không luôn anh em à. Đối phương không phải là không muốn đánh mà đối phương chờ cho Bayfeng tele xuống bot, đối phương mới dịch chuyển lên đánh cánh trên anh em ạ.
Một tình huống xử lý rất hay đến các thành viên bên phía team 1, các streamer Doyo. Một pha lấy được ba mạng hạ gục và có trụ top, có thể thưởng mục tiêu luôn ạ. Một cú comeback cực mạnh chăng, đứng giữa bên phương đã có định cân 2. Cắt R2 găm phi tiêu vẫn trúng mặc dù chiếc Tana đã tốc biến đi. Và sau đó thì đang tiếp tục cân 2 đến từ vị trí của bên phương nhưng mất máu phải là hơi nhiều. Sát thương là tương đối trả lại đến từ bên phương nhưng hết bóng khói rồi. Quy flash chạy, găm phi tiêu trúng vào Brom chứ không phải là Viego và không có E2 được rồi. E2 vào là cút luôn đấy anh em ạ, né làm choáng tốt, đánh hạ thông nổ quang rút lùi. Bị làm chậm bởi Brom bị thiêu đốt và chắc chắn là cút rồi. Mạng shutdown dành cho Brom với tình huống thiêu đốt vừa rồi. Shutdown đã có đồ 2 nhưng mà lúc này thì team vượt mất tổng cộng là 4 mạng hạ gục. Hay thật sự, một pha gọi là đánh rất hay đến các thành viên phía team 1 đấy nhá. Tôi tưởng là họ sẽ bỏ để đánh pha sau nhưng mà quyết định của họ là thấy đối phương dịch chuyển xuống bot ăn lính cái là dịch chuyển lên cánh trên đến từ Kassante. Ép đánh luôn. Và họ ép đánh rất là bài bản đấy nhá. Team sao cho mà nghĩa đối phương đã bỏ sau trụ 1 nhưng mà không, đối phương bỏ trụ 1 để có thể team pha anh em ạ. Và nó vẫn có những góc vòng ra phía sau để đối phương đến từ các thành viên team 1 và bắt chết được Hachelo rất nhanh. Tôi thấy chênh lệch giữa hai team thực ra nó không nhiều lắm về trụ hay là về mạng nhưng mà nó vẫn có tiền thưởng mục tiêu. Tôi nghĩ cái lượng tiền thưởng mục tiêu nó mang lại cho phía team 1 để có thể comeback game này là rất cao đấy nhá. Và nếu các bạn nào có hay xem stream của các streamer bên Trung Quốc thì các bạn sẽ biết là Huya cùng với Doyo là hai platform stream mạnh nhất của bên Trung Quốc rồi. Đây là hai platform có rất là nhiều các streamer nổi tiếng. Rồi bây giờ thì chắc là Sachemang sẽ farm nốt đợt lính ở khu vực cánh trên này, sau đó xuống dưới thôi. Xuống dưới đánh rồng 3 anh em ấy. Con rồng này phải xuống nữa, không có tele đánh rồng không nổi. Không đầy lẻ được anh em ạ. Và các bạn nhìn về phía bên kia, Kassante đang farm hơn Sachemang đấy nha. Nó farm không có thua được à. Và cái kèo đầy lẻ này là kèo mà Sachemang vẫn chưa có áp lực được nhiều bởi vì hiện tại đang phải di chuyển cùng team để có thể team fight khi không có dịch chuyển. Đấy, bên kia Red Baron à? Bên kia nhận ra vấn đề rồi, bên kia không có nhiều tầm nhìn lắm tại sông. Các bạn nhìn về lượng tầm nhìn hiện tại trên bản đồ nhỏ đấy ạ. Đó là một lượng tầm nhìn hoàn toàn vượt trội đến team Sachemang tại cánh dưới và đối phương đã quyết định bỏ cánh dưới để đánh cánh trên. Nhưng mà cú chiêu cuối của Sejuani cùng với Maokai thì lại không giữ chân được ai lại cả. Mất hai cú chiêu cuối khá quan trọng nhưng không bắt được ai. Và bây giờ thì tài nguyên giao tranh ở tại khu vực sông dưới tại con rồng biến tố tiếp theo nó sẽ bị hạn chế đến tương đối nhiều. Bên phương đang có định lao lên nhưng mà bị hất ngược trở về bởi Q3, bị hất ngược trở về bởi W. Cú kéo E đến từ Sachemang cô lập được con Brom và bổ R đến 5 stack nào. Ok, 5 stack nào. Tốc hành lao lên Q flash nhiều người chăng. Vẫn giữ được 5 stack, Geju lao lên nhặt xác và sau đó thì một cú bổ đến từ Sachemang không được đưa ra. Vẫn có mạng dành cho Hachelo. Vẫn bắt chết được một con Brom để lấy 5 stack chưa anh em ạ. Ra đường giữa giữ quay và cho đồng đội cánh dưới ăn con rồng nguyên tố. Có Maokai ở đây nhưng mà 2 đánh 3 vẫn là hơi liều. Lên top đón quay anh em ơi. Ngon rồi, ngon rồi, ngon rồi. Có rồng 3 rồi anh em ơi. Rồng 3 là lời rồi anh em ơi. Không tham đánh nhau nhá. Mặc dù Bayfeng bị shutdown, con Kassante nó hất tung Q3 và nó W Bayfeng ra khỏi cái bóng khói anh em ơi. Và sau đó con Akali để chết rất sớm ạ. Vừa rồi là tình huống sai lát tính cân 2 nhưng mà Hachelo vẫn có được một tình huống bồi đam vào để giúp Maokai ăn mạng. Nhưng mà Hachelo vừa mất cái flash rồi đấy nha. Một cú flash để chắc chắn confirm cái mạng vừa rồi nhưng mà nó lại hơi thừa. Ok, thế trận hiện tại vẫn ổn. Đặc biệt là đánh thế xoay quanh điều kiện thắng linh hồn rồng thì nó vẫn rất là ok. Sao cho bạn quyết định mua một mảnh giáp, một mảnh kháng phép ạ. Đội hình đối phương có sát thương phép đến từ Sylas. Và quyết định đến từ sao cho bạn không phải là một cái găng xích thù hận để kích vào người của Sylas mà là một cái áo choàng bạc để đó. Về sau thì chắc là áp tất nhiên rồi, nó sẽ là một cái giáp thiên nhiên thôi. Nhưng mà chắc phải rẽ lên cái khiên băng Randuin sớm. Đội hình đối phương có Tristana có sát thương chí mạng. Ê, Viego này bắt lẻ Viego được là Baron luôn này. Nhưng bên phía bên kia thì Bayfeng vừa bắt chết được vị trí của Tristana. Và sau đó thì sao Bola băng còn nhưng không bắt được thêm ai nữa cả. Còn dừng đối phương ở đây anh em nhá. Sao cho mong quét bắt trước để ép Baron này, chắc chắn đây tình huống muốn ép Baron bởi vì đang lợi thế hơn người.
Và đó là cú dịch chuyển đến từ Kasante vào khu vực búa xanh. Viego vẫn đang lờn vờn ở gần đây anh em nhé. Nó có thể xuống bất cứ lúc nào và phải kiểm soát được vị trí đứng của nó. Hoặc là ép đánh ngược trở ra, ép đánh ngược trở ra với tốc biến chói. Kasante tung chiêu cuối, quăng rút lui và đây là cú chiêu cuối lên cánh trên của Maoka nhưng không giữ chân được ai lại cả. Còn 10 giây đếm số của Tristana để có thể gây sức ép tại Baron này. Công cụ mở vẫn còn bola băng đến từ vị trí của MMXG. Và để xem cú bola băng bây giờ nhắm tới ai đấy ạ. Bên phân lao ra, nhả bóng khói ra, Viego đang ở cánh trên chưa xuống kịp. Người đâm vào hơi sâu và chết sớm, đó là Silas. Vẫn đang tiếp tục giữ máu Baron để gây sức ép thêm cho đối phương kéo ra đây và tìm kiếm thêm mà hạ gục. Pha này vẫn là 50-50 thôi anh em ạ. Phát lao lên từ MMXG, găm phi tiêu tốt đến từ bên phân. Kasante gồng W quáng rút lui nhưng không biết có chạy nổi hay không khi sát thương đến từ Akali đang là khá nhiều. Chưa đủ sát thương đến từ vị trí của bên phân để dứt điểm đối phương. Và lao lên từ Sejuani, Chitana đã hồi sinh rồi. Băng địa chấn, tuyệt mệnh các kiểu. Sao cho mừng Quy gì đánh tay bổ R, sát thương là vừa đủ. Và có reset R dành cho Sao cho mừng. Cú nhảy đến từ Chitana, liệu rằng có chạy đến không? Tốc biến W làm chậm, có thanh tẩy né làm chậm đến từ Chitana. Và Sao cho mừng không dí thêm được nữa rồi, không có đủ tốc độ di chuyển để bắt bớ vào Chitana đối phương. Nhưng từ nãy đến giờ các bạn thấy là pha ép Baron này nó mang lại rất nhiều mạng hạ gục cho team của Sao cho mừng. Mặc dù cơ hội để ăn Baron thì nó không có vì nó là những cú 50-50. Nó quyết định không ăn. Nhưng sau đó vẫn rất là ok, pha solo 1-1 giữa Sao cho mừng cùng với Silas. Đánh tay W né E, còn đánh tay và EQ đánh tay các kiểu để lấy 5 stack này. Ok, 5 stack EQ. Cú Quy Dìa nó vào đồng hồ nhưng mà hết đồng hồ thì Akali của bên phân dịch chuyển trở lại. Cú Đồ Vương hồi máu lại nhưng đó là cú Quy Dìa. Hồi máu ngược trở lại đến từ Sao cho mừng và người có mạng là Akali của bên phân. Good job, good job. 27-20 về mạng hạ gục. Một con Baron mang lại rất nhiều mạng dành cho team của Sao cho mừng. Mặc dù nó chưa được ăn. Nhưng mà những tình huống ép đánh như vậy là những tình huống đối phương bắt buộc phải kéo người ra, không ra là mất Baron. Còn nếu đối phương kéo người ra thì với lợi thế hơn người thì team Sao cho mừng đã có những tình huống giao tranh thắng. Và có những pha đổi trác về mạng lời hơn so với đối phương. Và bây giờ thì phải đánh điều kiện thắng xuống linh hồn rồng thôi. Con Baron này nó vẫn hơi mạo hiểm. Đam Baron rất to anh em nhé. 66 giây nữa rồng nguyên tố xuất hiện. Sao cho mừng đang không có tốc biến, máu còn lại cũng không phải ở trạng thái đủ đầy. Và nếu như bây giờ farm thêm quay top thì sao? Farm thêm quay top mà bị bắt lại là coi chừng mất Baron anh em ạ. Về lấy khiên băng trước tính sau. Kháng phép 120 như này là đủ đánh với Salad rồi. Đối với phương cũng chỉ có nguồn sát thương phép đến từ Salad thôi mà. Chitana sắp có Dominic rồi kìa. Phải có khiên băng sớm thôi anh em ạ. Ưu tiên khiên băng trước nhé. Đang có một tiếng giao tranh nhẹ diễn ra ở trong khu vực rừng nhà đối phương. Một người mất máu nhiều đang là MLG, mất khoảng chừng phần 3 cây. Quay top hơi xấu ha. Bên phần có Tele lên kiểm soát quay top được không Pro? Cũng không biết là còn hay không vì nãy giờ đánh nhau nhiều. Và lao lên kéo nhưng mà đó là một cú bola băng trúng vào người của Brom. Brom dựng tối kiên cường lên. Cú kéo trước đó nó vào cái W của con Kasante và sau đó thì sao cho mừng mất máu nhiều quá. Mất móng Vosterak đang quáng rút lui. Dồn sát thương vào con Viego và sát thương đủ 5 stack cho Sao cho mừng. Rất tiếc không còn flat. Không còn flat. Và cái tốc hành cũng sẽ không đủ khả năng để tiếp cận với lượng máu như này. Nhưng mà rất đều được người chơi đi rừng đối phương thì bây giờ đang là tình huống khởi động rồng. Đối phương đang có định đẩy khu đứng giữa chứ không phải là ép Baron bởi vì đối phương ăn Baron không kịp. Rừng thì cũng đang trên bản đếm số nên ăn Baron rất là mạo hiểm. Linh hồn rồng cho team của Sao cho mừng. Way top kia mà đón được thì nó lại là một way rất nhiều tiền anh em nhé. Và nó thậm chí có thể giúp Sao cho mừng tiếp cận với cấp độ 16 nhanh hơn. Một cấp độ mà Sao cho mừng sẽ không còn phải suy nghĩ quá nhiều về việc nó sẽ reset chiêu cuối hay là không nữa. Sau đợt xe này thì vẫn chưa 16 đâu anh em ơi. Nó khoảng chừng 2-3 way nữa. Tình huống giao tranh thắng giúp team Sao cho mừng không hẳn là thắng một đổi một thôi nhưng mà team Sao cho mừng thì có nhiều tài nguyên, còn nhiều tài nguyên và còn nhiều máu hơn. Thế nên là có được linh hồn rồng, đó là một lợi thế rất lớn về mặt chỉ số cuối trận. 129 kháng phép và 264 giáp cùng với lớp giáp ảo đến từ linh hồn rồng. Và bây giờ Kasante đang đẩy tại khu đứng dưới thì bị ép Baron. Game đấu này chúng ta không được theo dõi những tình huống đẩy lẻ giữa Sao cho mừng cùng với Kasante. Bởi vì game đấu trước là một con Atrox cầm dịch chuyển, còn game này là một con Darius cầm cho mình tốc hành nên nó không đẩy lẻ được. Kasante lao vào, cú kéo E của Sao cho mừng vào cái đứt của Kasante bây giờ không có CC. Người nằm xuống đầu tiên là Maokai và chiêu cuối người trở lại đến từ Silas giữ chân được 4 thành viên của team Sao cho mừng lại. Nhưng mà đó là khoa hồi mã thương đến từ MLG với bola băng xịt thì phải.
Phía sau vẫn là Viego của Geju gây áp lực. Đối phương có nhiều người yếu máu và đó là pha băng vào trước đến từ bên phần. Q-flat tốt đến từ BXG. Đây có thể là thảm sát rồi. Pha đi bộ vào và thảm sát diễn ra. Bánh mì kẹp thịt và cái cánh ba người lại là cánh quá yếu để có thể kẹp vào. Ngay lập tức đó là pha đánh nhanh vào cái cánh ba người của đối phương và có ba mạng hạ gục. Sao Chamber thì không vét được mạng nào cả nhưng mà đồng đội thì phải làm rất tốt. Hai thành viên còn lại bên phía của team 1 đã có một tình huống di chuyển không kịp để cover cho cái cánh ba người quá yếu kia. Thậm chí đang có thể suy nghĩ đến chuyện kết thúc ván đấu đấy ạ. Bây giờ Brom cùng với Viego sẽ phải làm gì đây? Sao Chamber vẫn còn chiêu cuối. Lính đang tràn trụ và đó là cú kéo dồn sát thương trước và Brom lấy 5 stack. Một cú bổ R sát thương chuẩn 5 stack vào đầu của Yusura. Và sau đó thì Viego của Geju bất lực, Tristana đang lao ra nhưng đó là tiếng phá nhà rồi GG. Game đấu này là một game đấu mà rất căng bởi vì là đấu tập giữa hai team streamer và cái mức rank. Tất nhiên các bạn biết là khi mà các cái team streamer người ta kết hợp với nhau thì toàn là mức rank thách đấu thôi. Toàn là thách đấu mấy chủ siêu cấp thôi anh em ạ. Toàn là những cái tên cộng cán trong làng streamer của mấy chủ siêu cấp Trung Quốc. Toàn là những player top thách đấu không. Và nó là một kèo đấu không dễ tí nào rồi sao cho mừng nha. Đánh với Kassante đường trên là tình huống solo kill đầu tiên là cũng rất suýt xoa. Rất suýt soát về mặt máu, còn gần như một hit thôi. Nếu mà Kassante mang theo đốt thì sao cho mừng có thể đã không có được những tình huống xử lý như vậy hoặc là đã xử lý thua rồi. Như đây là Kassante đánh dịch chuyển. Và đây là một con Darius đánh theo đồng đội chứ không phải là thi đẩy lẻ. Game trước thì cầm Aatrox dịch chuyển đẩy lẻ nhưng mà cảm giác đi đường hơn rất nhiều nhưng mà đẩy lẻ không lại. Không phải là không lại mà cũng không áp đảo để mà ăn trụ được. Và game này thì mặc dù cầm lợi thế đi đường rất lớn nhưng mà sao cho phải di chuyển chung với team khá nhiều và không có áp lực để lẻ để lấy công trình. Thì đến giữa trận Darius lại thành một con tướng chống chịu tuyến trước và đi chung với team để đánh giao tranh với sức mạnh lợi thế trong việc dồn sát thương đơn mục tiêu bằng bộ kỹ năng và dứt điểm đối phương 5 stack. Và đây là một game đấu mà các bạn có thể thấy được sức mạnh của Kassante là thực sự là con tướng nó, mình hay nói vui nó tương đối rác. Mình đã đối đầu với Kassante đứng trên rất là nhiều và nó là con tướng lên thần chống chịu sát thương nó quá ảo. Và kể cả là cái đường thua đến như vậy nhưng nó vẫn có thể có chỉ số lính theo thời gian rất là tốt với cú dịch chuyển. Và trong team fight thì nó vẫn rất là hữu dụng. Rồi, cảm ơn anh em rất là nhiều vì đã theo dõi cái giao án Darius đối đầu cùng với Kassante của Sao Chamber trong buổi đấu tập cùng với các streamer Doyo. Hẹn gặp lại anh em vào những giao án khác nha. Bye bye.